Hi, chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm mà mình sẽ thấy rất nhiều anh em là sẽ lên kênh của mình để hỏi về cái kinh nghiệm sau khi anh em mua xe. Thì anh em sẽ đi bấm biển đúng không? Thì sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc và gọi trực tiếp hỏi cho mình là có chỗ người quen, có chỗ cò mồi nọ kia giới thiệu bấm biển, tránh biển xấu 4953. Chi phí rơi tầm khoảng 4-5 triệu một lần ấy. Thì nhiều anh em hỏi là cái đấy có thực không và có làm được không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút cái hiểu biết của mình về cái việc bấm biển tránh 4953. Thường anh em đi đăng ký xe mà nếu mà đăng ký lần đầu ấy thì sẽ thường hay nhờ người quen, nhờ bạn bè hoặc là tới chỗ trạm đăng ký xe nhờ những cái ông mà xe ôm hay cò mồi ấy. Thì thường nhiều người báo với mình là họ được mời chào cái dịch vụ là tránh 4953 tầm khoảng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu tùy từng người, có người cam kết 100%. Thì theo cái kinh nghiệm, theo những cái hiểu biết của mình ấy, thì cái việc này thì anh em đừng mất tiền, khẳng định luôn chẳng ai tránh được đâu. Tại vì nói thật là mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Đấy, công an bấm biển dính 4953 bình thường. Tại vì anh em phải hiểu ấy, hiện tại cái việc bấm biển ở Việt Nam mình ấy, bấm biển số ô tô, xe máy là nó theo trên cái hệ thống kiểm soát của nhà nước ấy, thì nó sẽ nhảy, gọi là nhảy random theo xác suất. Cái người công an ấy, người ta chỉ có thể là thay đổi 3 cái số đầu thôi, còn 2 cái số cuối, 2 hoặc 3 số cuối thì anh em sẽ bấm, gọi là nó nhảy, nó xác suất. Nào là giữ 3 giây, nào là mất 4 triệu chỗ người quen người ta làm. Nói thật là anh em chỉ mất tiền thôi, không bao giờ tránh được. Nói thật, nếu mà đã tránh được ấy, thì anh em không phải bấm. Nếu mà có nhiều anh em sẽ hỏi mình là dịch vụ đấy thì có người nhận làm tránh 100%, thì nếu mà bảo tránh được thì mình chia sẻ là cũng có những nơi, tùy từng địa phương nhé, cũng có địa phương là tránh được thật, nhưng mà anh em sẽ không bấm biển. Tránh được nhưng anh em sẽ không bấm biển, mà anh em sẽ để hồ sơ lại. Khi nào, thực ra cái đấy cũng đơn giản thôi, ở cái địa phương đấy thì khi nào mà qua có người bấm phải 4953 rồi, người ta sẽ chủ động bấm cho anh em. Thì như thế 100% anh em sẽ không bao giờ dính 4953, đúng không ạ? Nhưng mà lo cái đấy tùy cái thời gian, mất 3-5 hôm. Sau khi có 2 người bấm ra 4953 thì người ta sẽ bấm luôn cho anh em. Thì đó, đấy là lúc này anh em không phải đi bấm nữa. Cái đấy là tránh được, có những cái dịch vụ đấy làm được. Nhưng mà còn bảo là nhận, ví dụ là anh em vào gặp mấy ông xe ôm, nói thật, nói thẳng anh em là anh em đi bấm biển ấy, vào cửa chỗ bấm biển bao giờ cũng có một đội cò mồi rất là đông. Mình khuyên thẳng anh em đừng bao giờ đưa giấy tờ cho đội cò mồi đấy. Vì khi họ cầm được giấy tờ anh em ấy thì anh em rất là đau đầu, rất là đau đầu. Tại vì tiền thì mất có khi tật mang mà. Có nhiều người nhận tránh 4953. Các anh em cứ đi bấm đi, cứ đi ra chỗ đấy đi hỏi đã tới 4953 chưa, thì người ta thường sẽ bảo là còn rất nhiều 4953. Thì anh em rất là lo đúng không? Lại mất 3 triệu, 5 triệu, nhiều người mất 10 triệu. Mình biết nhiều người để tránh 4953 mất 10 triệu. Thì anh em cứ nghĩ đơn giản thế này: mình bấm cái biển trong một ngày ấy, tùy từng địa phương nhưng mà nó sẽ dao động độ khoảng 100 số. Ví dụ 4953 chỉ có 2 số thôi, nó không khác gì anh em đi đánh đề chẳng hạn, nó khó như đánh đề ấy. Anh em tưởng tượng là đánh đề nó khó trúng nào thì bốc 4953 nó khó như vậy. Thì nếu mà anh em thực sự mất tiền ấy, thì phải chắc chắn, mình khẳng định là nếu mà ai mà nhận của anh em 4-5 triệu mà bảo chắc chắn 100% tránh thì anh em phải cẩn thận, chú ý. Tại vì mình biết là có những cái nơi người ta sẽ tránh được nhưng mà người ta sẽ không cho anh em bấm. Tại vì anh em bấm thì nó cứ lúc nào em bấm là nó sẽ ra đùm hết, không thể tránh được. Phải lúc nào mà ví dụ là có những cái mối quan hệ, khi nào chắc chắn qua rồi người ta cho anh em bấm thì mới được. Chứ còn nếu mà tới cái mà bảo 4-5 triệu bấm mà anh em đã bấm thì trời cứu, không đổi biển đâu nhá. Mình bây giờ không như ngày xưa là được đổi biển, giờ không đổi biển đâu. Nên là có một cái lời khuyên là anh em đừng mất tiền, đừng thành một cái
túi tiền của người khác để người ta lấy tiền của mình, hay cứ thoải mái bấm bìa. Còn thực sự mà cái này là thực sự là liên quan, nếu mà những cái xe liên quan đến chạy dịch vụ, xe dâu, xe hoa ấy, cần thực sự cần kíp là phải tránh. Để kinh doanh thì anh em có thể là làm dịch vụ, và lúc đấy thì dịch vụ đấy thì anh em phải chắc chắn, có nghĩa là phải chắc chắn với cái đầu kia là không được ra 4953. Còn về nguyên tắc là anh em khi anh em đã bấm là không ai tránh được, chỉ khi nào mà nó qua rồi người ta cho anh em bấm thì anh em mới chắc chắn thôi. Thế nên là đây là một cái chia sẻ, tại vì mình thấy sẽ rất nhiều người hỏi mình mấy hôm nay về cái thủ tục đi bấm biển rồi tránh 4953 có thật hay không. Thì mình chia sẻ là nói thẳng luôn, tránh 4953 không tránh được, chỉ có đợi khi nào qua người ta cho anh em bấm thôi, chứ không có ông nào mà gắp được ra số cho anh em đâu, chẳng ai gắp được ra số để anh em bấm đâu, nó theo hệ thống cả nước mà, nên là anh em đừng mất tiền oan.